Vọng Vọng kính chào quý vị và các bác. Hôm nay em xin được giới thiệu đến quý vị và các bác một chiếc đồng hồ do người Pháp sản xuất. Đây là một trong những thương hiệu rất đặc biệt của người Pháp, đó là thương hiệu đồng hồ Jura. Nhắc đến Jura thì thường các bác được thấy những chiếc Jura theo kiểu thùng bè. Nhưng các bác ạ, đây là một trong những phiên bản thuộc về đơn đặt hàng. Vì thế mà nó được làm với một chiếc thùng rất đặc biệt, tựa như các cái chiếc thùng đồng hồ Odo 36, rất đẹp. Một chiếc thùng được thiết kế với hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên và một cái kích thước rất là lớn, đó là chiều cao này, chiều dài này các bác này, 74 cm, chiều ngang này hơn 40 cm các bác nhé, rất là lớn. Một cái chiếc thùng khi các bác nhìn vào đã biết ngay là rất là lớn và đẹp. Người ta chạm trổ hoa văn trực tiếp lên cái gỗ này, đây các bác ạ, rất tinh tế, các cái hoa văn các bác nhìn này rất đẹp, hai bông hồng hai bên với các cái hoa văn rất ý nghĩa, cả bên dưới này nữa các bác này, và các cái đường bò gần như này rất nhẹ nhàng nhưng thật là tinh tế phòng các bác, quá đẹp luôn. Một cái lớp mà nu ép mà bên ngoài này đối xứng nhau, tạo cái đối xứng như này rất cao cấp. Một chiếc mặt là bát giác đứng. Đây các bác ạ, phiên bản đơn đặt hàng, kim đặc trưng của Jura. Nói đến Jura thì người ta có một cái gì nó rất đồng với lại Odo. Vì thế đây cái tay sách này các bạn này, nó gần giống như Odo luôn. Đặc biệt là cái chiếc đồng hồ này người ta làm một cái kiếng rào bên dưới cho quả lắc này, nó giống như hình quả chuông, thật đặc biệt. Khi lộ ở bên trong là cái quả lắc bên trong này, với một cái kính rào như này thì quá đẹp phải không các bác, rất đẳng cấp. Một chiếc đồng hồ rất ấn tượng. Em xin mở bên trong để được giao lưu với các bác với cái âm thanh rất tuyệt vời. Một củ gông đặc trưng của Jura với 8 gông đồng. 8 gông đồng các bác nhé. Nói Jura mà có gông đồng thì đưa lên cái chất âm nó rất là ấm và rất là hay. Cỗ máy 3 vách đồng vàng. Đây các bác ạ. Em xin được test tiếng chuông để các bác thẩm âm và đánh giá xem là cái chiếc đồng hồ này sẽ đưa đến cho chúng ta một cái âm thanh như thế nào. Vừa rồi là các bác vừa được thẩm âm một cái chiếc Jura với một cái chất âm thật đặc biệt phải không các bác. Em xin được khép chiếc đồng hồ này lại để các bác nhìn ngắm kỹ hơn chiếc đồng hồ Jura thuộc phiên bản đưa đặt hàng. Quá đặc biệt với một cái thiết kế bên ngoài, với một cái chất âm mà các bác vừa thẩm âm, rất ấn tượng phải không các bác. Đến đây Vang Vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.